Chiều ngày 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mường La, Sông Mã, Phú Yên. Cây gai xanh AP1 được trồng nhiều tại Sơn La từ năm 2018 đến nay toàn tỉnh có 785 ha tập trung ở các huyện Vân Hồ, sông Mã, phù yên, mộc châu, mường la, thuận châu, yên châu, sốp cổ, mai sơn. giai đoạn 2020-2022 sản lượng gai xanh thu hoạch toàn tỉnh tăng từ 171 tấn lên 500 tấn. vỏ gai khô hiện đang được các đơn vị đối tác thu mua và bán về nhà máy sợi dệt An Phước thuộc tập đoàn An Phước với giá từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá ban đầu, gai xanh AP1 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiều địa phương trong tỉnh. Kỹ thuật trồng và chăm sóc thu hoạch tương đối đơn giản. Một hecta cây gai có chi phí đầu tư khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Một năm có thể thu lời từ 40 đến 70 triệu đồng. Việc phát triển cây gai xanh có những tác động tích cực về môi trường. Sau khi thu hoạch, toàn bộ phần thân lá được cắt nhỏ tại ruộng, phân hủy thành phân hữu cơ tốt cho đất. Mặc dù vậy, nhiều hộ dân trong tỉnh còn đang băn khoăn trong việc phát triển loại cây trồng mới một số vùng khí hậu khô nóng dẫn đến năng suất cây gai xanh đạt thấp chỉ từ 1 đến 1,2 tấn một hecta sản lượng vỏ gai khô chưa cao kinh nghiệm bảo quản sơ chế sợi gai còn hạn chế tại hội thảo các đại biểu mong muốn công ty An Phước cần có những hành động thiết thực để gia tăng niềm tin với nhân dân trong việc phát triển cây gai xanh công ty cần có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ ổn định về giá có tiêu chuẩn sản phẩm rõ ràng các đơn vị đối tác phát triển vùng nguyên liệu tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật đối với nông dân đảm bảo sản phẩm phát triển về diện tích và chất lượng đồng thời có giải pháp ổn định về vốn kịp thời chi trả cho nông dân sau khi bán sản phẩm vỏ gai xanh phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và tổng hợp toàn bộ ý kiến của các đại biểu, nhất là các hộ dân, hợp tác xã đang phát triển diện tích cây gai xanh, từ đó kết nối và tổ chức làm việc với công ty An Phước, kịp thời giải đáp những vướng mắc của người dân trong việc phát triển diện tích cây gai xanh trên địa bàn tỉnh.